Xin chào tất cả anh em nha. Mà hai em đang ngập suối các bạn. Mềm rồi. Khó chịu thật. Như con sóc ấy. Hôm nay anh thấy kho tương với nghệ các bạn ạ. Gừng rất là thơm. Bắt đầu nước rút rồi này. Món này thì anh em mình sau khi nhậu xong sẽ ăn cơm các bạn nhé. Thơm lắm, nhức lạnh. Thịt con cá trắng tinh anh à. Tuột lưỡi. Anh sướng đời chưa? Đây như là con cá quạ anh ạ. Đây con chuối hoa này. Vâng. Đấy, em Sự thì em ấy thích ăn sở trường chuối hoa. Đấy, sao? Mình sẽ hút múc riêng đây để cho em Sự. Riêng em Sự thì em Sự. Em cảm ơn anh nhá. Đấy. Ôi, lượng quá nhỉ. Hôm nay đúng là bó công anh Khải, anh nhảy xuống anh mò anh ạ. Này còn có trứng này, trứng cá chuối ăn thì vâng. Thôi rồi luôn. Không phải nghĩ. Bé nó thơm anh ạ. Ê, có cả cá chày đấy. Bát này là mình sẽ chuyên vào chuối nhá. Gần đâu là bát sau rồi mình sẽ chuyên thêm món khác. Thôi được rồi. Lấy để này. Đây là chuyên chuối này, lấy thêm bát nữa. Đây anh có cái sông lòng này anh. Okay, anh nhá. Cho em cái đầu quả chép ấy với cả đầu quả trôi vào. Ok luôn, nhưng mà con chày nó mới là ngon. Vâng, đấy cả đầu chày anh. Ui các bạn ơi. Rồi, anh ơi anh cho em mượn gì đây? Đấy, cái này vào nhá, được chưa? Đây là được rồi em ơi. Đầu quả chép này. Này. Đã. Miếng cá này, nhìn miếng cá này. Ui. Này. Con cá cà phê đúng không anh? Trời ơi. Trứng này. Anh em chờ. Sorry anh em vào đang đói nhá. Thơm nếu mà anh em mà xem video này thì chắc phải đi lục cơm nguội. Nào em mới ăn con cá chay anh. Đây đầu con cá chay to kìa anh kìa. Đây đúng không? Vâng, đấy. Thôi anh ơi, thế thôi cho nóng anh nhờ. Ừ. Nhiều quá rồi. Thế thôi nhá. Thế thôi anh ạ. Để em đây, đây rồi. Ok. Rồi các bạn ơi, mình mời các bạn vào các ăn cơm cùng anh em mình nhá. Đây hôm nay ngoài này nhiều thiếu thân với hôm nay hoàn toàn không có gió nên là anh em mình sẽ phải chui vào trong nhà. Đây còn chưa dám mở điện này các bạn này. Con mày anh em dậy ăn cơm thôi. Rồi ôi đấy ôi giời. Hai anh em nằm lại còn bắt tay nhau này kia. Tình cảm chân. Hai thằng thấy thì vừa hôn nhau thế nào. Vâng. Ăn cơm của gia đình. Giới thiệu mâm cơm ngày hôm nay của anh em mình này các bạn. Suối ba con là của em Quang này. Tài trợ này. Đó. Đây món cá này. Món cá tự nhiên. Được không anh? Anh rất thích món cá. Rượu nhỉ? Có ai cốc không? Không tin bỏ em ai cho mà alo. Alo. Vâng. Alo. Em qua anh em hấu ăn em thử thuốc này không ạ? Thử. Vậy đi. Dưới sự ngon không? Đẳng cấp vậy ạ. Được rồi, ngất rồi đây. Tiểu tranh phải mắm tôm hơi mặn. Vừa rồi, tôi pha đấy vừa rồi. Bạn thử đi. Tôi thử thôi. Anh em một bia nhé, một bia nhé. Một bia đi anh ơi. Một bia đi. Ăn như thế nó ngon, bạn cho vào nó nhạt. Anh Hà thử mắm tôm xem. Hà thử đi, Hà thử chuẩn. À, chất lượng đấy. Không cho vào nữa nó nhạt. Đúng không?
Thế nào em? Mặn 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 đại trưởng. Cho ít thôi xong bắt chanh vào. Chanh hôm nay vừa khen em Tuấn là chuyên gia pha mắm tôm xong được mà. Vâng, mình sẽ thử miếng cá. Hôm nay xung thích ăn cá. Rúi dạo này xưa ăn nhiều quá bên nhà hàng choáng rồi. Thử cá anh ăn làm ăn được không? Vâng. Quang hoàng chưa? Đấy, xin mời tất cả mọi người ăn nha. Đây để mà nói thì không cay, chưa cay. Để mà nói mình mời em ra cái. Vâng. Em ra rồi. Dạ. Ăn miếng này tù lưỡi luôn. Em xin anh. Em ăn luôn đi. Dạ. Ngon lắm các bạn ạ. Mùi cá kho tương, kho sổi. Đây anh đấy cho sự em. Đây xong sự. Đây có này nữa, đây này trứng này cho ăn. Trứng cá. Cảm ơn anh. Con này là con gì nhỉ? Chảy vượt nhỉ? Đường là một trứng về non. Ngậy. Ngậy thơm nó cũng bị tanh anh ạ. Tù lưỡi luôn đúng không? Vâng. Lại thơm rồi đúng không ạ? Lại bây giờ mà nói cho các bạn có bát cơm nguội là tuyệt vời luôn đấy. Đâu, nếu mà có bát cơm nguội đây thì Quang là vừa là anh vỡ đầu. Trứng nguội hả các bạn? Trứng vừa, nấm vừa ngon lắm. Trứng vừa. Ăn giòn tan nè. Ừ, thật ngon. Cũng cá lắm rồi. Chung món cá quá tuyệt vời luôn. Cá này hơi khoảng nữa rồi. đây là cách Quang ăn cá các bạn. Các bạn để ý thế này. Có hai cái mắt cá, em cho mình có gì cả hết. Nằm tí. Cuộc đời cũng bồng bềnh thật đấy em ạ. Miếng nào? Hôm nay chương trình bóc phốt em Quang nhá. Cả nhà ăn. Trời ơi ăn gì thế này. Ăn cái này đi. Thôi cái em không biết ăn cái phần nào ngon thì em tặng cái phần này. Nó kiểu ăn nó ngậy. Em là kiểu vúc ăn vúc nói đấy đúng không? Cái này là có tí cơm nguội vào ăn thì thôi. Hết 3 thùng bia, 3 bát cơm nguội luôn. Phê rất ngậy. Cảm ơn anh Giai cả. Cảm ơn anh Bình nấu cho quả bữa cá này. Chỉ có anh Giai kho cá là ngon rồi. Thế thì anh em mình là phải đồng khởi trong tiếng cảm ơn anh thấy anh sau. Phơi được căng lắm rồi, nốt cho nó hồi vậy. Người trưa nay em bảo cơm không ăn được đấy. May nó ăn được một số. Lạnh quá không được. Chú đây có một con hơi già đấy. Đây con này rất là già đây. Già vừa anh. Già không? Con đấy ăn ngon. Thôi, khá là ngon đấy. Thôi để tôi cảm ơn em sự vì em sự đem đến món rúi. Dạ. Cảm ơn em. Món này của em Quang đây anh ạ. Dạ. Rúi của nhà hàng sự đem đến là rất là ngon. Ăn rúi chất lượng thật. Em cảm ơn anh nhá. Nếu ai có nhu cầu ăn rúi cứ đến gặp em sự nhá. Vâng. Ăn thì được gặp thẻ béo. Dạ. Dạ. Nó không sai đấy. Quá tuyệt vời. Em cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Có rúi ngon quá. Vâng. Anh ơi, ngon này anh phải dùng nhiều vào nhau này rất là nhiều. Quên phải không gọi hùng. Chắc hùng phải không? Tôi sợ lưng của em không được bọc. Hôm nay kín rồi. Thôi, hôm nay cho phép em được cảm ơn tất cả anh em phụ động cùng em qua này. Hôm nay làm mấy cái món ăn rất là ngon. Hôm nay được trải nghiệm bữa đêm sống rất là vui. Ok, cảm ơn bác sự nhá. Dạ. Có dịp thì lại về giao lưu với bọn anh nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Em thì lần này cố gắng sang này nhiều tí tại vì em Quang em bỏ nhà đi rồi. Đấy em đang dùng em Quang là thử thách 5 ngày đâu. Em Quang đã bị cô xong đuổi đi rồi. Nên có một chút chuyện gia đình. Em Quang bây giờ sẽ ở bên này thì có dịp em sự cố gắng sang bên này thăm em Quang nhá. Anh ok anh bảo là anh nuôi em Quang được 1 năm rồi. Vâng. Này anh sẽ hứa là anh sẽ nuôi luôn anh Quang 1 năm. Thế thì thỉnh thoảng em lại mang bia sang để còn lấy hết 1 năm là hết 1 năm là phải đi làm việc để kiếm tiền chứ anh không thể nuôi là cả đời được. Anh bảo rồi, nếu sang đây ok 1 năm anh nuôi. Thế thì em cảm ơn đại ca. Đầu hết 1 năm là phải đi làm để kiếm tiền. Vâng. Không